bài coi nhỉ? Nhưng mà cả, nhưng mà đến tôi đuôi tài nhỉ? Bà. Tôi tài với mà cả. Không vậy. Tôi bảo không lộn mình hai chỉ biết vậy nè. Biết vậy. Biết vậy. Bóng bằng ghế cho con ăn cơm xong bố về ạ. Con thương với mẹ ở đây nhé. Cả bố bố đấy á. Thương thì dị hết ở nhiều sân gió đi. Hôm nay thôi nha. Bàn ghế cho hai người con em ngồi đây. Làm không thì nhanh thì ở đây. Để cơm xuống để ngồi đất ăn. Đứa ơi, bận của mẹ đâu rồi? Con biết. Con Quá bột lực thì trong đây làm thôi. Cầm tinh vào trong con. Cầm con cầm cái thước xuống. Làm bàn thì lấy cái này làm đấy. Con nhắc lên cho bố xem nào. Đức chính mẹ.
Ừ. Ngoài nhà có dưới này đây. Dưới gì? Để đi bàn đi. Mẹ đâu? Hả? Mẹ. Nhắc cao lên đi. Một đóng đi nhé, đi dưới đi. Xong một đóng đi nhé. Nào luôn. Rồi. Có lấy cái tầm bạn như thế đi. Lại thấy đau cười rồi, chả biết đi đâu hết rồi. Dầm tay dầm đó rồi sao giờ cảm còn quên mà quên ngủ luôn tay như gì lo cả còn quên cũng nhẹ còn quên vẫn quên Thank you.
là bé không thể ăn kia. Ướp xong chưa? Tí nữa. Con ngồi đây. Đấy, làm cho nó nhưng mà hỏi anh cắt xuống này tí thử cái ghế đi. Được cơ cho mẹ. Cắt thành 3 đoạn nhé. Bố đâu đây? Tôi lấy thước cho mẹ. Con lấy thước cho mẹ. Xong. Sao cái này lại ra rồi? Cái này mới vô đóng. Còn hai cái. Mẹ ơi.
ฮากันตะโกงก็กันซ้อยอ่ะตัวอย่างเท่าล่ะฮากันซ้อล่ะเฮียก็โกงก็เจ้าเฮียเสียอันตายกันซ้อหางหยามฮัมกูตะอุบจะน่าจะฮาบัวไปตะโกงเข้าตาเดือดทับแจกันซ้อหางกันหยามไอ้จะแป๊กชิวหักแพ้อันใหม่หางเต็มโต๊ะพัว Anh chưa đi về à? Có đấy à? Đưa tao nói tao hành công à? Bây giờ anh đi về đây như tao nói mà luôn chứ bà. Mà luôn mà sẽ tốt tiền hàng miền là miền giờ cả thêm. Cô hợp má hàng nhàn thêm. Chị con hòa có ấm nhẹ hiểu cây dọc dao ấm thuận mà có lũ nhẹ với hi mẹ ta nói ta can chứ mời chị này hả ta mẹ hiểu này ta nói cơ mà dám gì tôi hiểu này can gì gì em bà vậy đi với gì ta can ta nói đi liên quan thế này à liên quan ha bữa hôm bữa có quảng ca ném nhẹ ấm lũ nha hết giờ ai can đi ta à ta kể gì nhá áo gì ta lấy cho nắng mà ta cái ta cái gì ta tốt chẳng hàng tốt chẳng hàng tua miếng cảm cơ hàng tua anh ta lại mà hiểu mà anh ta miệng ta cung khơ ta giờ biết cả hàng mà nhầm cả lắm mà ấy ta dâm cái này đi nó kể như rối rồi nhỉ buồn nè dì ta thân nhẹ mạng bốm tỏ nhũng kiến như tin dì hiểm thật cạo ấy thì dễ như dễ đúng rồi nhạc đúng hoa là mà hiên hiên ta nát đi mà ca hả đúng mà hát quên là khỏe với nhau chè hả đi mà ca dì này đừng qua hát thỏa mùi à nếu qua mấy nhẹ mẹ hiên cảm bảy xuống xếp cảm nhẹ chặt sân kéo mày dân ai nốt na nước ruộng thả peo na gì ăn đủ tuần này gì lắm hiện nay tuần này cái gì này cần kẻ cái peo gì cần xây cần nhàn mày cái hiện nay tôn ruộng là gì không mi tôn là này cái tay gì yêu cái tay là tuần này hiện gì là gì ao này của anh là gì tuần này là tài mạng anh chủ tài mạng mày phải peo mày tớ chẳng cùng tớ chẳng là hàng tua gì có hai gì cần đồ làm nhàn peo tao cùng thập chắc à là hãng mà nhận hết xe tài liệu có đối đối nhà mình hay là tí đuôn đuôn ha diễn đuôn đó mà nhẹ tần ai tài nhưng mà ca bà ấy có nhỉ nhưng mà ca như có những tao đuôn tài nhận bà đuôn tài với mà ca có đuôn á đuôn hai Yến tuấn đó, Yến tuấn này, tuấn đó, Yến tuấn này, thấy tuấn cái tóc quá tuấn đó, quá mấy thấy quá mấy đẹp, tuấn tuấn nhỉ, tuấn ha, tuấn hùng, lại dùng á mày tao nói tuấn ha, cái gì cái tuấn, Yến tuấn, Yến tuấn này.
Bà như vậy. Giết rồi anh họ. Mày tài mày lắm. Giết tao nhung. Mày tao nãy tài mày thấy căn mày tài lắm. Giết luôn đi nà. Các bà không lùng nữa. Hai giết rồi anh. Giết rồi. Giết rồi. Giết rồi. Bà biết thằng Hoàng. Cảm mời xe tôi lại. Mà hai mà hai gì tuần thiên hà lùi đòn diễm tuổi như toàn đức tuần mà lào thì phút đức một ca mình buồn mà hai diễm tuần lại cái toàn đức rồi diễm phun rồi cái toàn đức rồi cao rồi rồi ăn rồi con cái mày đó cả mày cái ca đi mà ruồn lại là ruồn bốn tuần mày ở nhà na diễm giờ hai hai cái ta thằng này đã mấy cái bên ruột này là hả? Dạ, sao hãng phiền nhàn cái thật con lắm, sao hãng phiền nhàn đã. Đi ra chẳng muốn. Đi về, không phải ở đây đấy. Thì có ở đây liên lụy mẹ con tôi, đi về. Nào đi, mẹ, không về đây làm phiền. Tôi bảo anh đi về, còn ra đây làm gì nữa? Tí nữa không về phải ngồi không? Kể người già chấp làm gì? Đi về. Nếu là sau đây. Nếu là sau. Còn đau ướt hết này. Nói còn lì lì hồi đấy à? Chưa đem về à? Làm mẹ con tôi chưa đủ khổ à? Đi thay quần áo đấy. Tôi lấy quần áo cho mẹ thấy. Mẹ đi thay quần áo đi. Thế quần áo đi này. Áo ướt hết rồi. Mẹ đi thay quần áo đi.